thấp giúp em tí nhá. Ok, bắt đầu này. Cái chức năng photocopy này thì đầu tiên nhìn trên màn hình của cái chức năng photocopy này, cái dòng đầu tiên nó sẽ hiện của nhà mình có hai khay, hiện tại thì có A4 nhé, A4 và để theo chiều ngang nhé. Thì cái cách cho giấy cũng rất là đơn giản, ví dụ như cho giấy vào đây, thì anh mở siết giúp em hai cạnh này, ví dụ như xoay cái chiều này của A4 dọc nhé, thì cho giấy vào, sau khi cho giấy vào cũng siết giúp em hai chiều, xong rồi đẩy vào thôi, loại nào cũng được, A3, A4, A5, loại nào cũng được. Sau đấy thì ở trên màn hình nó sẽ tự bắt nhé, máy nó sẽ tự bắt là chiều đặt của giấy này, loại giấy A3, A4, A5 và số lượng bao nhiêu, hết thì là báo đỏ nhé. Ngoài hai khay chính ra, hiển thị ngoài hai khay chính ra còn một khay nữa là khay bypass. Bypass ở bên này nhé. Bypass thì dùng khi nào? Là khay tay đúng không? Chính xác là khay tay. Thì nó dùng khi nào? Bypass chức năng chính của nó là kéo giấy bìa nhé. Thì lưu ý giúp em cả bìa rất bỏ giấy này cơ đó. Bìa bỏ dưới được nhưng mà yếu. Theo em là cứ cho ở ngoài giúp em nhé. Thì bypass này thì bao gồm cả lúc in. Lúc in ra đây thì cũng phải chọn, thứ nhất là phải chọn khay này. Lúc in ấy thì phải chọn khay bypass và lúc copy cũng thế, lúc copy cũng phải chọn bypass. Nhưng mà có thêm một cái lưu ý nữa là phải chọn về cái định lượng. Bởi vì giấy bìa mà. Cái máy này tối đa được 300g trên mét vuông. Thành ra lưu ý giúp em chọn định lượng gần sát một tí hoặc là cao hơn một chút cũng được. Đấy, đấy là cái lưu ý về khay và cái chọn giấy ở giấy bìa. Ok, đến khi mình bắt đầu nhá. Ví dụ như em sử dụng một tờ này, hai tờ đi. Nó dễ hình dung. Trước khi dùng bấm reset nhá. Reset để về mặc định, và mặc định ở đây là một mặt bản gốc ra một mặt bản photo và số lượng là 1 nhá. Thì cứ thế start thôi. Thì mình sẽ hình dung được cái original này. Nó chạy nó sẽ đếm số lượng bản gốc đây ạ. Là có hai tờ bản gốc. Tính là một bộ nhá. Một bộ bản gốc thì có gồm hai tờ và số lượng là 1 ở cái mặc định. Và cái copy, ví dụ như thay đổi số lượng thì cứ ấn đây thôi. 12 chẳng hạn, xóa số lượng thì C. Chính xác là ở giữa nhá. Là cái quality và cái copy này sẽ chạy từ 1 đến 12, ví dụ như là 12. Để nó báo cho mình biết là nó đang chạy đến bộ nào. Và một bộ thì bao nhiêu tờ. Thì mình bấm vào copy đây nữa. Đúng rồi, sau khi ấn xong số lượng thì ấn start là xong. Hoặc là nếu mà cần dừng gần khẩn cấp thì ấn stop nhá. Rồi ok, cứ về mặc định đã này, về mặc định này. Ví dụ như 12 này, copy sẽ chạy từ 1 đến 12 để mình biết đang ở đến bộ nào. Và original này nó sẽ đếm cho mình là một bộ có bao nhiêu tờ. Nhá, ví dụ như ở đây là 2, ở đây thì là 2. Ấn reset lại cho giúp em này trước khi sử dụng tiếp này. Giới thiệu tiếp này, đến cái dòng thứ hai này. Nó là về cái phóng to thu nhỏ. Cái này em thấy là ít dùng thôi. Nhưng mà cũng nếu mà muốn biết thì cứ thử một vài lần. Phóng A3 A4 lên A3 chẳng hạn đúng không? Đúng rồi, A3 A4 hoặc là A4 A3 ngược lại nhá. Phóng to từ to thu cái nhỏ. Đúng rồi, phóng to thu nhỏ nhá. Cái dòng này hiện tại thì đang full size 100% là ở cái mặc định. Hai cái dòng trên này em biết rồi này, đến cái khu vực này. Bởi vì tiện đây em phân biệt luôn ở trên ở dưới nhá. Khi nào ở trên, khi nào ở dưới. Bởi vì đây là cái tự động kéo và tự động đảo mặt, thành ra là nó có xác suất kẹt. Tất cả các giấy tờ quan trọng này và giấy tờ nhầu nát, giấy tờ cũ để hết ở dưới để kéo thủ công giúp em. Để quét thủ công. Ngoài ra những cái giấy tờ không có định lượng và định dạng rõ ràng để hết ở dưới. Em phân biệt như thế nào là không có định dạng này. Định dạng là không có A3, A4, A5 như thế này. Thì là để hết dưới. Ví dụ như là chứng minh thư là rất là nhỏ này. Sổ hộ khẩu nhỏ này. Và có định dạng là dày hơn hoặc là mỏng hơn ấy. Em xin lỗi, định lượng ấy là dày hơn hoặc mỏng hơn thì là để hết dưới nhá. Thì cũng ví dụ như chứng minh thư là nó dày hơn này, hoặc là những cái tờ mỏng hơn, ví dụ như là mà vẫn là A4 là những cái tờ như kiểu hóa đơn đỏ nó mỏng hơn nhá, hoặc là những tờ bìa đặt hết ở dưới giúp em. Và sau khi đã phân biệt được ở trên ở dưới rồi thì mình sẽ quay sang đây, nó bắt đầu đến cái chế độ đậm nhạt. Khi nào cần tăng ạ? Ví dụ cơ bản nhất là ví dụ như cái tờ hóa đơn đỏ giúp em nhé. Đó là thứ nhất là bút than này, chữ màu xanh ấy, hoặc là những cái tờ mà có dấu đỏ như thế này chẳng hạn. Thì phải tăng mực ạ. Thì đầu tiên, cách đầu tiên là chọn thủ công bằng tay thôi. Tăng hoặc là giảm đấy nhé. Đây tăng mực ở đây. Đúng rồi, tăng hoặc là giảm. Và cái cách thứ hai là chọn pale này, chế độ pale này sẽ là tăng mực nhé. Và khi nào cần giảm mực, tất cả những cái chế độ liên quan đến ảnh, đến photo thì là giảm mực. Và cách thứ hai cũng là đây, giảm thủ công thôi, là bằng tay nhé. Hoặc là chế độ thứ hai pale thì... nó tăng à? Đúng không? Pale đây như kiểu chế độ mặc định có sẵn nhé. Ví dụ như toàn text này là toàn bộ là chữ hết nhé. Đấy là những cái chế độ nó có sẵn mặc định của nó, thì là pale là tăng này. Tất cả chế độ thứ hai, thứ ba liên quan đến ảnh thì là xuống. Đến photo thì là xuống giảm mực nhé. Ok, đến cái dòng thứ ba này. Cái dòng này bắt đầu quan trọng này. Reset là cái mặc định là một mặt về một mặt. Bắt đầu chế độ gộp ạ. Một mặt sang hai mặt. Là những cái tờ một mặt này thì bản gốc thì bản photo là ra là tất cả là những cái tờ hai mặt nhé. Gọi tắt là chế độ gộp. Cái bên cạnh nó là chế độ hai mặt sang hai mặt, hai mặt bản photo ra hai mặt bản gốc. Em xin lỗi, hai mặt bản gốc ra hai mặt bản photo. Cái này lưu ý giúp em là phân biệt chuẩn nhé. Kết quả thì giống nhau thôi.
Kết quả thì cái bản bản photo đều là hai mặt thôi, nhưng bản gốc thì là một mặt hoặc là hai mặt. Thì phân biệt có nghĩa là mình khai báo đúng thì đỡ mất thời gian nó kéo ra kéo vào của mình thôi. Thì lưu ý giúp em, cái này thì cần thì các anh cứ thử nhé. Cái thứ ba là chế độ chứng minh thư này. Thì trong YouTube bọn em có đã hướng dẫn rồi, anh cứ cần thì bọn em sẽ gửi hướng dẫn đấy. Cái cuối này thì ít dùng, thôi không giới thiệu nữa. Cái cuối cùng, cái dòng cuối cùng là chế độ chia bộ. Bọn em đã mặc định sẵn rồi. Để tránh trường hợp quên, chia bộ là như thế nào? Ví dụ như một bộ của mình có 5 tờ như thế này. Và thứ tự đúng là từ 1 đến 5. Chính xác thứ tự đặt như thế này. Hết bộ đầu tiên ra bộ thứ hai. Cứ thế lặp lại cho đến hết 12 bộ, ví dụ thế. Hết bộ đầu tiên là phải phát chia tay. Đúng rồi, chính xác. Để tránh trường hợp quên là em đã mặc định sẵn rồi. Nhá. Tránh trường hợp quên đã mặc định sẵn rồi. Còn đâu nếu mà muốn bỏ nó đi thì cứ ấn vào nó thôi. Nếu mà muốn một thế. Dạ, thì cứ ấn trước khi dùng cứ reset về mặc định là tự nó mặc định luôn. Đúng rồi, cứ ấn reset về mặc định là được. Bao gồm cả chế độ copy và scan, cứ ấn reset trước khi sử dụng. Bên cạnh nó giới thiệu thêm thôi. Đấy là chế độ chia bộ dọc ngang. Thì cái này yêu cầu của nó là phải đáp ứng đủ cả giấy ở trong khay, là cả giấy dọc và giấy ngang. Hiện tại chỉ có giấy một chiều thành ra cái chế độ này không dùng được. Có nghĩa là hết bộ đầu tiên dọc thì bộ thứ hai tự động xoay. Hoặc là bộ đầu tiên ngang thì bộ thứ hai tự động xoay cho anh. Thì gần như là nó tự nó chia để mình kéo ra dậy đúng không? Đúng không? Gần như là mình không cần, chỉ cần ra vỗ rồi ấn ghim thôi, chứ không cần phải tìm đầu bản sau hoặc là cuối bản trước, ví dụ như thế. Thì cái rất là tiện, nhưng mà phải cung cấp đủ cả giấy dọc và giấy ngang. Chứ nó không thể xoay từ dọc sang ngang được. Cái này lưu ý giúp em. Ok, về cơ bản cái copy là như thế nhá. Okay. Tắt đi.